hoặc trong anh đã từng nghĩ. Nhưng khi bên em trái tim sao không nói gì, sợ phải đánh mất tất cả hay anh vẫn chưa có thêm tự tin để nói câu yêu em. Đôi mắt lấp lánh như vì sao, làm tim anh bối rối không biết nên thế nào. Em nói ta sẽ luôn còn nhau đến mai sau, không yêu cũng chẳng thấy cô đơn. Và thanh xuân như gian khép lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao làn khác tình, có biết bao buồn vui. Sao ta lại tìm đến nhau, có phải là vô thức không? Sao ta chẳng thể chờ che cho nhau một lần thôi. Trở về lúc xưa khi ta cùng nhìn xuống đường, anh sẽ hét lên thật to cho cả thế giới cùng nghe. Anh yêu trong suốt thời gian gắn bò với các em ở 3 năm trung học phổ thông, thầy luôn cảm nhận thầy ở đế 4 tình cảm hết sức ấm áp, và các em là một tập thể đoàn kết luôn luôn biết thương yêu lẫn nhau, và mỗi một thành viên đều có ý chí vươn lên trong mọi lĩnh vực. Và thầy tin rằng với tất cả những điều đó thì sau khi ra trường chắc chắn các em sẽ thành công trong cuộc sống. Nhân dịp này thầy chúc tất cả các em trong lớp, chúc tập thể 12D4 sẽ luôn luôn thành công và hạnh phúc. Đế 4 thành công. Và thanh xuân như dân khép lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao lần khác tình, có biết bao buồn vui. Sao ta lại tìm đến nhau, có phải là vô thứ không? Sao ta chẳng thể chở che cho nhau một lần thôi. Quanh ta những thầm thề, những niềm vui âm ỉ, mất nhắm và nhâm nhi những khoảnh khắc.
thần kỳ khi mình sống chậm đi, tìm ra con người mới khiến cho đời mình đậm vị. Chiều như ta phát chia ly, chiều bên ly nâng ly cùng ly. Cứ chia ly làm chi, vì đôi khi đến lý trí cũng cần thi vị. Vậy nên cứ tan vào như em đêm tối nay, cho tình yêu được truyền từ tay qua tay. Cứ tan trong màn đêm này đắm say, cho tiếng cười được ngập tràn nơi đây. Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai. Chắc đâu cần đúng xa. Let's chill everybody.